Vào ngày hôm qua, một tòa án ở Ai Cập đã kết án thủ lĩnh tinh thần tối cao Mohamed Badi của phong trào Anh Em Hồi giáo cùng 36 người Hồi giáo khác tù chung thân, đồng thời tử hình 10 người. Thẩm phán Hassan Farid cho biết, ông Badi cùng 36 đối tượng trên bị kết tội kích động bạo lực và sát hại 2 người trong chuỗi các hoạt động biểu tình vào hồi tháng 7 năm 2013 khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Ông này khẳng định 37 bị cáo đã thực hiện hành động bạo lực nhằm đạt mục tiêu khủng bố. Trước đó, thủ lĩnh tinh thần của MB cũng đã bị kết án tử hình trong 2 vụ xét xử khác. Ngoài 37 đối tượng trên, tòa án cũng đưa ra phán quyết tử hình đối với 10 thủ lĩnh và nhân vật ủng hộ MB. Phần lớn các phán quyết được tuyên vắng mặt do các bị cáo vẫn đang lẩn trốn.